Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Thì hôm nay bạn Vân Phí Yến sẽ làm cho mình một món rất là đặc biệt các bạn ạ. Đó chính là món pizza, nhưng mà không phải pizza bình thường, mà pizza bằng mì nha các bạn. Thì mình nghe qua thì mình cảm thấy là rất là lạ luôn các bạn ạ. Mình chưa được ăn bao giờ. Nói chung là pizza là cái món rất là xa xỉ với mình. Thì hôm nay mình đã được thưởng thức món pizza tại nhà mình. Mình cảm thấy rất là thích thú. Bây giờ mình sẽ ra ngoài kia và mình đi chơi một vòng và mình về xem là bạn mình đã chế biến xong cái món pizza hay chưa, và mình sẽ ăn thưởng thức xem là nó có ngon hay là như thế nào nha các bạn. Sau một hồi bạn Phi Yến đã làm một cái bánh pizza, nói chung là nhìn thì không được đẹp cho lắm, nhưng mà ăn thì không biết có ngon hay không. Nhưng mà trước tiên nhìn vô là cái này nổm cha nổm chổm nhìn, nhưng mà chắc là ngon. Nhưng mà mọi người biết sao không, tại vì bị thiếu chất á mọi người. Bây giờ thì hai đứa mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha. Thì mình thử xem có ngon không. Đầu tiên ăn cái xúc xích đi. Ăn đi bạn. Mọi người nha, xúc xích có vẻ hơi cháy, hơi có mùi đắng đắng, nhưng mà cũng ăn cũng được, tạm chấp nhận được các bạn ạ. Giờ mình sẽ ăn nó dần dần mọi người. Bánh này là bánh pizza này các bạn ạ. Ui giời ơi, nhìn này có vẻ hấp dẫn đấy. Ui rồi này, mời tất cả các bạn nha. Khá là ok đấy, được. Tôm này các bạn ạ. Ngon. Mời tất cả các bạn nha. Ngon lắm. Ngon các bạn. Giòn, thơm. Đây là pizza hả? Pizza mì gói. Pizza mì gói và trứng các bạn. Món này đang hot ở trên mạng đó phải không? Mời tất cả các bạn nha. Thèm cho nó một tí à. Một tí rau các bạn ạ. Chết rồi, các bạn nhìn nè.
rất là ngon nha. Ủa, ăn cái gì vậy? Cũng ngon. Tôm rất là ngọt thịt các bạn ạ. Bà cháu mà phải nhìn hoài luôn dạo này không làm mà có ăn nhờ. Đúng vậy, không biết bọn mình về đây làm video là nó cứ đi theo các bạn này, đi đâu đi theo hết. Không ngửi được mùi đồ ăn không mày. Ngon. Bữa nay mình sao mình không ăn giống thằng chết đói mày. Ờ hết chết đói rồi. Ta ăn hết rồi đó. Còn miếng còn lại rồi. Mọi người ơi, ý no lắm rồi mọi người. Thôi bây giờ ý sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thôi cái này để tí cho tay này có thưởng thức mà không tay nghề của mày có ngon hay không ha. Chứ tao cảm thấy là ngon đó. Tuy là nhìn nó không được đẹp cho lắm các bạn ạ, nhưng mà ăn ngon, tại vì ăn rất là nhiều. Mọi người có yêu cầu gì thì nhớ comment phía dưới cho mọi người. Yến sẽ thấy cái nào Yến có thể làm được thì Yến sẽ làm cho mọi người. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi video của mình.